Chào mừng quý bà con đã quay trở lại với kênh nông nghiệp ashop.vn. Thì hôm nay Ngọc Hiển có dịp đi thăm quay cái vườn, đi thăm lại cái vườn của anh Dũng ở xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Thì vườn anh Dũng thì trước đây Ngọc Hiển đã có quay cái video là lúc anh đang thi công cái vườn này ha. Thì hiện tại là qua Tết rồi, anh đã làm xong cái hệ thống tưới và đang trong cái thời gian là kiểm tra vận hành và sau đó sẽ lắp đường ống sau. Hiện tại thì chúng ta đang đi vào trong cái vườn ha. Thì chúng ta đã tới cái vườn rồi ha. Thì quý bà con thấy rằng là ở đây là cái ống chính ha, là đang còn để vẫn chưa lắp, và chúng ta sẽ đi vào trong cái trạm để xem coi thử là cái hệ thống tưới của anh hoạt động như thế nào. Thì như trước đây Ngọc Hiển đã làm video về cái vườn của anh Dũng cho quý bà con cùng xem là cái lúc mà đang còn thi công á. Thì cái vườn này có quy mô diện tích là 2 hecta ha, và mỗi ca tưới là anh Dũng chia ra là chia ra làm 3 ca tưới, thì mỗi ca tưới nó được khoảng tầm 7 sào nha. Nhưng mà với cái máy bơm Superwind 3 HP á, thì anh tưới có khi là anh tưới vì cái béc của anh lắp chưa hết, cho nên là anh nói là anh sẽ tưới ca 2 ca luôn, 2 ca một lần, và mỗi van như vậy là tưới là 2 van tổng lại là khoảng tầm 300 béc 120 lít/giờ. Và áp nó ra khoảng tầm 1 ký 2 1 ký 3. Thì quý bà con biết á, là khi mà chúng ta sử dụng cái máy bơm Superwind á, thì chúng ta đi ống lớn, ống 90, thì nó sẽ rất là lợi thế cho cái việc là tưới được nhiều gốc cùng một lúc, nhiều béc cùng một lúc ha. Và lát nữa thì Ngọc Hiển với anh Dũng sẽ bật cho quý bà con cùng xem cái máy bơm nó hoạt động và béc nó full ha. Ở đây là anh Dũng đã làm hồ luôn nha quý bà con. Hồ lót bạt trải, hồ là HDPE, dày 0,5mm, và đây là cái trạm. Thì cái trạm hiện tại là đang còn chuẩn bị để xây và bao lại để không có bị nắng mưa. Còn bây giờ là mình tạm thời mình lấy cái bạt để mình che lại để không có bị nắng ha. Nắng vào mùa này nó rất là nắng ha, và rất là dễ bị gọi là, nói chung là nó táp. Những cái ống PVC của mình nó sẽ đen luôn ha quý bà con. Cho nên là chúng ta bảo quản nó tốt tí xíu thì chúng ta chịu khó chúng ta che lại ha, lấy mấy cái bạt cũ chúng ta che lại ha. Sau đó khi mà chúng ta xây cái hồ, xây cái chòi để chúng ta bỏ cái này vào trong, thì đồng thời chúng ta sẽ bỏ phân bón vào trong luôn ha. Để cất giữ phân bón, và chúng ta cần thì chúng ta lấy ra chúng ta hòa vào chúng ta tưới. Thì phân bón thì bây giờ nó cũng sẽ rất là dễ dàng ha. Hiện tại thì Ngọc Hiển cũng có kinh doanh một số dòng phân bón, như là phân bón ASOP 1, ASOP 2, ASOP 3, ASOP 4, ASOP 5, ASOP 6 ha. Có 6 dòng phân bón chuyên để dùng cho cây nhỏ, cây con. Thì Ngọc Hiển cũng giới thiệu với quý bà con trên màn hình video luôn ha quý bà con. Ngoài ra thì phía Ngọc Hiển ASOP còn kinh doanh cái dòng sản phẩm là tẩy rong rêu ha. Ví dụ như nước của những hồ của chúng ta bị xanh, bị rêu nhiều, thì chúng ta quăng một bịch xuống dưới hồ như thế này, thì rong rêu nó sẽ bị chết, đồng thời là độ pH của nước nó sẽ nâng lên rất là cao. Và đối với những cái loại nước mà như ở miền Tây, những cái nước phèn, thì sử dụng cái đó rất là tốt. Ở đây thì cái bồn phân của anh Dũng là chưa có cho lắp ráp vào trong cái hệ thống ha. Và cái cách chăm phân thì chúng ta thấy rằng là ở cái bồn phân này chúng ta tạo thành là giống như là cái đường hút của lớp B. Đây là máy bơm Superwind 3 ngựa nha quý bà con. Rắc co nè, rắc co để gắn vào máy bơm, để khi chúng ta tháo máy bơm ra rất là dễ dàng ha. Và đây là cái dàn trạm hai lọc AGL dài ha. Thì quý bà con thấy rằng là lắp ráp như thế này đòi hỏi là chúng ta cần phải có một cái tay nghề kỹ thuật một tí xíu ha. Còn nếu không thì quý bà con có thể là đặt hàng bên kênh nông nghiệp ASOP, bên kênh nông nghiệp ASOP sẽ làm sẵn. Khi quý bà con đưa về thì chỉ cần theo số thứ tự giống như video vừa rồi mà Ngọc Hiển đã làm cho quý bà con cùng xem ha. Thì chúng ta chỉ việc lắp ráp lại là giống như thế này là xong ha. Đây là cái dàn lọc xả ngược nha quý bà con, xả ngược
Tất nhiên là nó không sạch hoàn toàn, thì cái vấn đề này là Ngọc Hiển đã nói rất là nhiều ở các cái video khác, và chúng ta sẽ xả nó sạch được một phần trong cái quá trình rửa ngược, thì nó cũng đỡ tốn thời gian cho quý yêu con. Đồng thời là cái quá trình rửa ngược như vậy thì chúng ta sẽ không có mở ra nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ bật máy bơm thử xem là bét nó phun như thế nào nha quý bà con. Hàng xóm có ai nói gì không anh? Em nghe nói là nhiều người họ không 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 chưa quen với cái kiểu này đúng không? Ê ông kìa, dây vô chút thì làm cái gì? Dạ. Rồi ông rồi giờ là lắp theo kiểu kêu à. Dạ. Chứ ở đây giờ lắp những lắp có vậy thì chỉ có lắp ngọn với đâu, giờ lắp tưới mình lắp như mình đâu. Dạ. Ông kia cái dây vô xíu thì được, cái bự như 10 cái chưa ăn. Dây 10 nhưng mà cái lỗ của cái bé nhỏ xíu đâu cần phải tới dây 10. Đúng Ông không? trời bé có mấy nghìn à. Dạ. Bé mình nó mắc nữa, ông la bé này mười mấy nghìn mắc 4 lần à. Còn bây giờ mình sao mình tới từ từ mình lấy hiệu quả hay là sao mình mới tính được. Dạ. Còn mạnh nó thì không già ở nhà đỡ chứ mạnh. Còn mạnh nó thì không già ở nhà đỡ chứ mạnh. Còn mạnh nó thì không già ở nhà đỡ chứ mạnh. Tới nhiều. Mạnh Thôi không? mình cần là mình cần cái hiệu suất tưới á, một lúc mình phải diện tích nó phải càng rộng càng tốt đúng không? Đúng Tưới bét rồi. nữa. Rồi thứ hai là cái hiệu suất nó quay á, bét nó quay nó phải được đẹp. Đều với lại là rộng. Tính là mình thấy 3 cây mình cũng chưa nghĩ, cũng 4 cây luôn đó. Cái cây mà sầu riêng càng lớn thì phải càng nhiều bé. Mấy 4 cây rồi đó là điện lên 3 cây Dạ. Không, thực ra là mình tưới lâu lên thôi. á. Tại vì do mình tưới diện tích rộng quá mà, buộc mình phải tưới lâu lên. Cái này là để gắn thêm vét rồi mình điều lại khoảng 1,6 kg. Dạ. Tại vì nó nặng quá bữa mình biết chứ nó mạnh gì thì sao được, cái rồi bật hết luôn, tưới luôn, rồi thay xuống cái mốt. Dạ. Cái mốt cũng được rồi. Cái mốt là ở đây là 3 van phải không anh? 3 van nếu mà nghĩ là người kia là 3. Bên kia là tưới mình thấy nó cũng còn xì đó mà vẫn còn 1,6 kg. Dạ. Nó xì nó cũng mất hết. Tại sao bên kia thì tưới cả đó. Bên kia tại nó trồng vài cây á, mà lắp vừa bét thôi. Giờ đầy nước rồi này, áp bắt đầu lên rồi đó. Mới chưa tới 1 ký mà đã phun rộng rồi. Nói chung là giống như ở đây là mình lắp đầu tiên của chúng mình làm cái điểm này thôi đấy. Đúng rồi anh, cái vùng của anh là tụi em toàn lắp phun thuốc không à? Phun thuốc chứ người ta không có lắp tưới, Chắc anh người lắp ta không tưới. có thấy được cái hiệu quả tưới hay gì hết Thì tưới với phun thuốc nó gắn cũng giống nhau thôi, với tính thủy lực thôi. Ừ, cái này nó phun mạnh ha. Nói cho bên này chắc bên này nếu mình tính thì bên này chắc nó nằm khoảng 300 mét của đây. Dạ, 300 mét. Nhiều chứ, 300 mét là ba. Ở bên kia là mình 567 mét và mình lắp đôi sẽ còn 2-3 cái bên kia. Bên Dạ. kia mình tính chắc khoảng nằm ở 250 mét có. Chứ Dạ. nằm bên đây chắc phải nằm ở 300 có chứ, tại mình lắp hết mét luôn rồi. Dạ. Hồi đó mình lấy 3567 cái mà cái chọt lắp hết rồi. Góc là 3. Ba góc ông 3 mét. 3 mét luôn. Đó là bao nhiêu? Dạ. Khoai vậy là Kiếm mốt tầm nó văng cũng xa chứ. mình gãy rồi thôi, bẻ này bẻ lắm rồi đó. Dạ, bẻ rồi ra tới ngoài này rồi nè. Chắc là tầm vài tiếng. Ừ. Thì anh nghĩ đi, một cái vườn này mà 7 sào thì anh tưới tay thì mấy tiếng? Này là đâu nếu mà cái vườn cái nguyên cái đám này là một đang bật là 1,4 tư đó, đang bật 1,4 luôn là mình, chắc mình nhân bảo tư mình gắn chưa có đặt bét á, thì à? ở khoảng 300 cái à. Thì không, cho mẫu tư luôn đi, mình tưới là gần Tưới thì thôi cho 1 mẫu đi đúng không? Mà giờ anh tưới tay thì 1 mẫu anh tưới cũng phải này cũng coi. tưới, nếu mà tưới hoàng hoài là cũng phải hơn ngày, nếu mà tưới tay phải gần hai ngày nếu bật lên từ dưới lên nè, tưới À. nhiều ít á, nếu mà tưới đặc thì khoảng ngày mấy ngày rưỡi tưới hết được cái đống này. Ừ, cái này để 2 tiếng chắc ướt á. À tưới chắc xịn luôn, Xịn luôn hả? à tiếng nữa quay kiểu này chắc rụng hết, Rụng bông hả? đâu có tưới nhiều dữ này. À không không không, đang đang Được ra rồi bông là đang không được tưới nhiều. đang nó còn đang xả nữa đó, tưới Dạ. ẩm lại Vậy thôi thì anh tưới bật lấy cái mà tiết. lấy ẩm mà. À mà giờ mình tưới vẫn được mà đâu sao đâu đúng không? Nhưng mà không tưới nhiều thôi. Không tưới nhiều, mình cứ quay vậy thôi chứ mình không có tưới nhiều, Dạ. quay lấy mát đất. Ừ. Quay vài bữa là cỏ nó mọc ở trong cái vùng của cái bét thôi à.
Này chắc một ông tôm luôn. Hả? Nó đâu có chỗ kia, nó đâu có bét đâu. Từ từ vài bữa nữa anh sẽ thấy nó ra những cái hình tròn y như là cái bét vậy. Cái bét nó phun tới đâu là cỏ mọc tới đó à. Vui. Cũng mình thấy ba cái mình tính nghe kêu. Để mình coi để sau này gắm thêm mấy kia. Nó có dư thì mình kiếm thêm vô một bét với ra nữa cho bút cái. Cái khu Bảo Bình này là chuyên gia là xài cái ống cứng ha. Xài ống cứng xong rồi ống 10 ly. Mà cái kia chắc mấy bơm này tưới được tầm vài xào một lần chứ mấy hả? Cái bơm ngầm đấy hả? Bơm mình luôn á, bơm này luôn á. Bơm này hả? Bơm mình đang tưới luôn á, nếu mà tưới kiểu kia chắc có vài xào không hơn được đâu. Cái bét to đó, bét lỗ to quá trời. Nó phun thì nhiều nước thiệt. Mấy ổng tưới thường thường khoảng có thể là đôi khi là mạnh lắm á, ở trên đấy thì đôi khi ổng tưới chia đôi cũng được. Hoặc là ví dụ như là ba xào, hai xào như ba phần là nếu mà mấy ổng lắp đôi khi tưới có được có hai xào à. Ừ. Còn bạn này nó kêu bữa nay nó nói mình cũng nói chuyện đó. Nó là vô mấy ký mình kêu 3 ký, nó kêu 3 ký là sao tưới được 7 xào. Làm sao tưới được 7 xào. Nè nó ướt đây nè. Bắt đầu ẩm từ từ mới tưới có 3-4 phút cho mày. Dạ. Căn bản là nó không có tưới nhiều nước mà nó tưới từ từ thấm từ từ thôi. Nó như mưa thôi chứ gì đâu. Đúng rồi. Và nói chung mình quay cho nó mát á. Dạ. Thời gian tưới mát cái sầu riêng nó nhiều lắm. Mình tưới tay, mình tưới, mình lôi miếng, mình ấn. Dạ. Đúng rồi, tưới sầu riêng thì cái bồn của nó to quá. Mình tưới nó... ngán. Không có phải một lần mình tưới nhiều nước mà mình cứ phải nghỉ ngày rồi khi mình tưới giữ mát cho đất ấy. Dạ. Lấy tưới làm sao sao. Cái đó thì mệt nữa. Đó thì chứ phải kéo liên tục. Kéo liệt luôn. Giống còn... như đồ nó xả vậy mình đâu có tưới, giờ mình cứ tưới. À, giai đoạn làm sao tưới buổi sáng buổi chiều thấy. Vâng, thưa quý bà con, thì qua cái cảm nhận của anh Dũng ở xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai thì chúng ta đã thấy rằng là với cái phương pháp tưới mà chúng ta sử dụng cái bét lưu lượng thấp và phun rộng ra và chúng ta sẽ tưới được rất là nhiều gốc nha quý bà con ha, tưới được 7 sào, 8 sào, thậm chí 1 hecta chỉ sử dụng máy bơm 3 ngựa và tưới trong vài 3 tiếng là chúng ta đã có thể đạt được cái điều mà chúng ta mong muốn rồi ha. Thì như vậy thì cái chi phí cho cái tiền điện năng nó sẽ không nhiều lắm ha. Chúng ta chỉ có bơm cái nước từ cái giếng khoan lên cái hồ và từ cái hồ chúng ta bơm đi thì nó sẽ dễ dàng. Đây là một cái video, một trong những video mà Ngọc Hiển đi thăm vườn ở xã Bảo Bình ha, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, và cũng là video đầu xuân, một trong những video đầu xuân. Thì chúc quý bà con có một mùa, một năm mới có phát tài ha, và đạt nhiều thành công trong cái nông nghiệp của chúng ta. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi video. Xin chào. Rất hy vọng rằng là được tư vấn cho quý bà con qua số điện thoại trên màn hình. Hy vọng rằng là có dịp được phục vụ quý bà con, tư vấn tận tình cho quý bà con miễn phí ha quý bà con. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.